Đảng bộ phường Quảng Thọ phát huy truyền thống vẻ vang quê hương, có bề dày truyền thống cách mạng. Dấu ấn sau hai nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Những kết quả nổi bật sẽ được phản ánh rõ nét hơn qua phóng sự Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Thọ phát huy đoàn kết, vững tin bước tiếp truyền thống vẻ vang. Quảng Thọ là cửa ngõ của thành phố Sầm Sơn, tiếp giáp với thành phố Thanh Hóa. Trong những ngày này, cán bộ và nhân dân phường Quảng Thọ đang vui tươi phấn khởi chào đón một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng: Đại hội Đảng bộ phường Quảng Thọ lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025. Rất đáng tự hào bởi trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Quảng Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giành được nhiều kết quả quan trọng, đồng đều. Hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch vượt mức cao, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, cán bộ và nhân dân phấn khởi, đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương, cùng nhau thi đua đẩy mạnh các phong trào xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Phát huy truyền thống cách mạng yêu nước là cái nôi cách mạng của huyện Quảng Xương. Bất chấp mọi sự hy sinh, nén chịu đau thương mất mát, đương đầu với hai cuộc kháng chiến gian khổ, gay go, ác liệt, với những đóng góp bằng nhân tài, vật lực và sự hy sinh to lớn của nhân dân phường Quảng Thọ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2004. Nhiệm kỳ 2010-2015, trong công cuộc đổi mới đất nước, phường Quảng Thọ đã phấn đấu vươn lên toàn diện, mạnh mẽ, giành nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết cấu hạ tầng thay đổi cơ bản. Các công trình phúc lợi như công sở, điện, đường, trường, trạm, kênh mương nội đồng được xây dựng khang trang, bền đẹp. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều danh hiệu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, hệ thống chính trị vững chắc, luôn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Thành tích nổi bật nhất nhiệm kỳ 2010-2015 là sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tháng 11 năm 2014, phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận phường đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn hóa. Đảng bộ phường thường xuyên được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm liên tục. Để phát huy được thành quả đó, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là nêu cao vai trò của các đồng chí đảng viên là rất cao, xây dựng nghị quyết chuyên đề cho cấp ủy chi bộ và cho từng đồng chí đảng viên phụ trách gương mẫu, đi đầu thực hiện để cho quần chúng noi theo. Bước sang nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 28 trong 5 năm qua, hòa chung với những thành tựu mà đất nước đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của phường, tiếp tục tăng cường ổn định và có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt
là việc mở rộng địa giới hành chính của thành phố. Đầu năm 2016, phường Quảng Thọ được chia tách từ huyện Quảng Xương, sáp nhập về thành phố Sầm Sơn theo nghị quyết số 3168, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14. Ngày 19 tháng 4 năm 2017, quyết định xã Quảng Thọ thành phường Quảng Thọ, thị xã Sầm Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Tháng 8 năm 2017, công an phường đã được thay thế bằng công an chính quy, thực hiện tốt đề án sáp nhập tổ dân phố từ 14 tổ dân phố còn 7 tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết, khí hậu, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của địa phương, đời sống nhân dân, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, các ban ngành của thành phố, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong những năm qua, tình hình kinh tế phát triển, văn hóa xã hội, các hoạt động thể dục thể thao được duy trì, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, đoàn kết thống nhất tư tưởng hành động, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá. Mức độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 16% trên năm, so với giai đoạn 2010-2015 là 14% trên năm, so với chỉ tiêu đại hội khóa 28 tăng 2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành nghề, dịch vụ, xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nghề nông nghiệp. Nông nghiệp, thủy sản chiếm 25%, giảm 5%, ngành nghề dịch vụ chiếm 50,5%, tăng 10%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 24,5%, tăng 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 40 triệu đồng, dự kiến đến năm 2020 là 50 triệu đồng trên một người trên một năm, so với đầu nhiệm kỳ tăng 17,5 triệu đồng trên một người trên một năm, so với chỉ tiêu đại hội đề ra tăng 13 triệu đồng trên một người trên một năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng, nông nghiệp thủy sản giảm, thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm qua đạt 46 tỷ đồng, tăng 17 tỷ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 7 tỷ so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 5 năm qua đạt 44 tỷ, tăng 13 tỷ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 9 tỷ so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, triển khai thực hiện quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040, quyết định 2525, quyết định Ủy ban Nhân dân ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền quan tâm. Trong 5 năm qua, phường đã quy hoạch xây dựng các khu dân cư, xen cư, tái định cư, thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án và mở rộng các tuyến đường được nhân dân đồng tình ủng hộ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhất quán quan điểm nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Ngay từ đầu, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ phường Quảng Thọ đã chủ động xây dựng các chương trình nghị quyết cụ thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất và đạo đức. Các cấp ủy từ phường đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, rõ nét, nhất là trong các công tác xây dựng Đảng. 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4,
5, 6, khóa 12, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, thành phố gắn liền với triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đảng ở cơ sở, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được thực hiện thường xuyên, không chỉ tạo ra bước chuyển biến về nhận thức trong cán bộ đảng viên mà còn chấn chỉnh phong cách, phương pháp, tinh thần thái độ làm việc, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định quy chế làm việc, đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường có 317 đảng viên, gồm 19 chi bộ, 14 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ hợp tác xã nông nghiệp, 1 chi bộ trạm y tế. Đến nay, toàn đảng bộ có 485 đảng viên, gồm 12 chi bộ, 7 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an phường, 1 chi bộ trạm y tế. Phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, Đảng bộ phường Quảng Thọ luôn đổi mới trong công tác giáo dục tư tưởng, đồng thời tổ chức quán triệt học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã cử 52 quần chúng đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 41 đồng chí đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ nguyên kỷ luật đảng được tăng cường, tạo niềm tin, động lực mới cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu tiếp bước truyền thống, bổ sung lực lượng cho đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị thêm vững mạnh, tạo động lực mới với quyết tâm, hoài bão xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu. Xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là yếu tố quyết định sự phát triển của địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ phường và cấp ủy các chi bộ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, duy trì sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng để Đảng bộ phường Quảng Thọ tiếp tục phát huy danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững chắc, biệt là tạo niềm tin để cán bộ nhân dân trên địa bàn ra sức thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong chặng đường mới. Từ thực tiễn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Quảng Thọ cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết sát với yêu cầu thực tế, tạo đà đưa Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Thọ giàu truyền thống cách mạng và yêu nước, vững bước đi lên, ghi nhiều dấu ấn mới trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là cái nôi cách mạng của huyện Quảng Xương và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.